chào các bạn. Sau khi chúng ta vẽ xong một sơ đồ nguyên lý, các bạn có thể thêm vào những phần chú thích cho mạch để mạch chúng ta mang tính chuyên nghiệp và đẹp hơn. Công cụ chú thích đầu tiên là Flash Test. Chúng ta sẽ đánh vào là mạch nguồn ổn áp 5V, 3,3V là tên của toàn mạch. Chúng ta có thể chỉnh màu chữ và phông chữ. Cho lớn hơn. Sau đó chúng ta có thể dùng công cụ vẽ hình khung để đóng khung lại những mô đun khác nhau trên toàn mạch cho riêng biệt. Đầu tiên là mô đun nguồn 5V DC. Chúng ta sẽ chọn nét đứt và có màu xanh. Tiếp tục, chúng ta có thể dùng copy và paste. Sau đó chỉnh kích cỡ nhỏ lại để làm khung chú thích cho mô đun 3,3V. Tiếp tục như vậy cho phần lấy nguồn. Chúng ta có thể thêm một vài chú thích khác như để chỉ rằng đây là mô đun ở các bọt để lấy nguồn ra. Như vậy là chúng ta đã thêm các chú thích cần thiết cho bản vẽ sơ đồ nguyên lý.